của thí sinh Trần Nhật Trường. Tiếp theo sẽ là thí sinh hai số danh A19 Võ Minh Trí với tiết mục Dòng Sông Quê Em, tác giả Huyền Dung đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi.